Cô gái này không hiểu vì sao mà lại đứng ở trên cầu rồi làm điều dại dột và muốn làm lại cuộc đời. Mở mắt cô thấy mình đang bị dìm mặt xuống nước rồi cố gắng vùng vẫy để ngoi lên. Thằng em cáu bẩn vì bị Thời Nghi đánh trúng bụng, lúc lấy lại bình tĩnh Thời Nghi mới nhận ra mình đã xuyên không về năm 2008 và lời thỉnh cầu làm lại cuộc đời của cô đã thành hiện thực. Nhớ lại quá khứ đã từng diễn ra trò đùa đáng ghét của thằng em này là để giúp cô tỉnh táo trước kỳ thi đại học. Rõ là bị em trai bắt nạt nhưng bà mẹ không bảo vệ đã thế còn hùa vào nói Thời Nghi đã quá áp lực trước kỳ thi rồi lấy thuốc an thần bắt cô phải uống. Kết quả là do thuốc phản tác dụng khiến đầu óc của Thời Nghi không thể tập trung làm bài. Cuối cùng kỳ thi đại học năm đó cô đã trượt và tan biến mọi ước mơ. Nhưng lần này ông trời cho cô được làm lại cuộc đời nên Thời Nghi sẽ thay đổi số phận. Cô chửi thẳng mặt thằng em dại là cái đồ ăn bám bố mẹ. Mày mà còn chơi ngu lần nữa là tao cho mày vào trại giáo dưỡng đấy, đừng có mà đùa với bà. Điều này khiến thằng em dại kia rén ngang lập tức câm mõm luôn. Cô trở lại phòng của mình nhận ra toàn bộ đề thi đại học giờ đây đều quá đơn giản và cô sẽ làm lại nó một lần nữa để thay đổi cuộc đời. Khi gặp lại bố, Thời Nghi vội ôm chầm lấy ông và vui mừng vì chân của bố vẫn có thể đi lại được. Bởi trong tương lai một vụ tai nạn đã khiến bố cô liệt đôi chân và phải ngồi xe lăn. Cô nàng dặn dò bố thời gian tới nhất quyết không được đi ra khỏi nhà và hôm nay cô sẽ tự mình đến trường thi. Lúc ra ngoài cô còn mách với bố thằng em dại kia nãy chơi ngu dí mặt cô vào bồn nước suýt chớt ngạt làm ông bố tức giận chửi thằng em một trận thật hả dạ. Bà mẹ còn đưa cho Thời Nghi lọ thuốc cảm đã hết hạn được 2 năm nhưng lần này cô từ chối và sẽ không mắc sai lầm thêm lần nào nữa. Thế là ông bố chửi luôn cả bà vợ không biết cách làm mẹ mà trong mắt chỉ có thằng con trai nghịch tử kia mà thôi. Khi xuống dưới nhà cậu bạn thân năm nào đã chờ sẵn để đón Thời Nghi đi thi. Thời Nghi rất vui và xúc động khi gặp lại Hạ Hòa rồi cả hai cùng tới trường để tham dự kỳ thi đại học. Với trí thông minh và đã từng trải qua kỳ thi này rồi nên rất nhanh Thời Nghi đã hoàn thành bài thi một cách chóng vánh và nộp bài đầu tiên. Khi buổi thi kết thúc, Thời Nghi nhận ra đã sắp tới khoảnh khắc bố cô gặp tai nạn nên phải mau chóng thay đổi nó. Cô vô tình gặp lại tên đều cáng Dương Hâm và Sam Sam. Biết tên này ở tương lai sẽ là một tên vũ phu bạc tinh nên không ngần ngại Thời Nghi đã vạch trần bộ mặt giả dối của tên đó trước mặt các bạn học. Sam Sam nhận ra mình đã yêu lầm một chap boy thì từ chối thẳng mặt. Điều này làm tên Dương Hâm cay điên tính trả thù Thời Nghi thì cậu bạn Hạ Hòa đã xông tới bảo vệ. Không để mất thêm thời gian, Thời Nghi kéo Hạ Hòa mau chóng đi cứu bố cô thoát khỏi vụ tai nạn. Đi được nửa đường thì nhà máy của bố Thời Nghi phát nổ nhưng cô nhận ra hôm nay bố không đi làm mà sẽ bị tai nạn ở vụ nổ thứ hai. Chưa kịp đi ngăn cản thì tên Dương Hâm đã kéo người của mình tới chặn đường Thời Nghi để trả thù màn bóc phốt vừa nãy. Hạ Hòa để bảo vệ cho Thời Nghi đã liều mình giữ chân đám côn đồ Dương Hâm. Tranh thủ thời gian cho Thời Nghi chạy đi cứu bố, trong lúc vật lộn ký ức của Hạ Hòa chợt thay đổi đưa anh quay trở lại buổi thi thể dục. Anh ngơ ngác nhận ra ông thầy Lưu người đã đánh trượt mình phần thi thể dục năm đó. Nhìn xung quanh, Hạ Hòa nhận ra chẳng có lẽ anh đã xuyên không về thời 2008 năm mà cuộc đời anh toàn là thất bại và chán trường, trở thành một kẻ vô dụng suốt ngày đắm chìm vào truyện tranh và điện tử. Sau đó ở tương lai chưa đi làm được bao lâu thì Hạ Hòa nhận được giấy báo bệnh ung thư từ bác sĩ khiến anh không còn sống được bao lâu nữa. Lần này được làm lại cuộc đời, Hạ Hòa không muốn đỡ lỡ cơ hội nên đã xin thầy Lưu cho mình được thi lại làm ông thầy chả hiểu cái mô tê gì mà cứ nghĩ Hạ Hòa đang uy hiếp mình. Nhờ có hai người bạn chí cốt xin hộ nên thầy Lưu đã miễn cưỡng đồng ý cho Hạ Hòa cơ hội thi ở lần kiểm tra tiếp. Nếu không đạt nữa thì thầy chỉ còn cách đánh trượt mà thôi. Những ngày sau đó, Hạ Hòa ghi ra quyết tâm của mình là phải thi đỗ đại học cùng với Thời Nghi. Anh từ chối luôn mấy món ăn vặt của mẹ mà phải rèn luyện thể lực thật tốt. Anh chăm chỉ học nhóm cùng Thời Nghi, tích cực rèn luyện thể lực qua từng bài tập và tiến bộ trông thấy khiến ai cũng bất ngờ. Trong lần kiểm tra đó, Hạ Hòa đã xuất sắc vượt qua và còn lập kỷ lục ở phần nhảy xa 3m khiến thầy Lưu rất tự hào. Trên đường trở về, Hạ Hòa và đầu nấm vô tình thấy cảnh em trai của Thời Nghi bắt nạn cô và lấy toàn bộ số tiền mà bố cho để mua tài liệu. Tối đó, Hạ Hòa và đầu nấm chờ một ông chú để cho ông ta xem về phát minh trò chơi xếp kẹp ngọt mà Hạ Hòa đã tạo ra. Sau khi xem hồ sơ, ông chú tổng giám đốc đó rất lấy làm thú vị và quyết định đi tới bàn bạc về giá mua trò chơi đó của Hạ Hòa luôn. Kết quả là Hạ Hòa đã đổi được một bộ máy tính xịn khiến đầu nấm rất ngạc nhiên. Hôm sau là ngày thi đại học diễn ra, Hạ Hòa tới đón Thời Nghi đi thi và thấy cô có vẻ gì đó rất khác lạ. Sau đó là cảnh Thời Nghi bóc phốt tên Dương Hâm rồi Hạ Hòa giải cứu cô. Tiếp đó là bị đám côn đồ Dương Hâm vây bắt, Hạ Hòa cầm chân bọn chúng để Thời Nghi chạy đi cứu bố. Cùng lúc đó, bố của Thời Nghi đang trên đường tới nhà máy vì nghe tin ở đó đã phát nổ và có thương vong. Còn Thời Nghi vẫn đang cố chạy tới chỗ bố vừa đi, cô vừa nhớ lại ở tương lai khi bố cô gặp tai nạn mất đi đôi chân khiến cả nhà rời vào bước đường cùng. Bà mẹ thì của trách mấy bố con và bắt Thời Nghi mau đi kiếm tiền để trang trải cuộc sống gia đình. Thằng em dại và bà mẹ còn gợi ý cô mau lấy chồng đại gia để giúp gia đình có tiền vượt qua biến cố này. Cũng vì đó mà Thời Nghi phải từ bỏ tình yêu với Hạ Hòa trong đau khổ. Nhưng lần này được làm lại cuộc đời, nhất định Thời Nghi sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Cô thành công chặn được xe của bố ở trên đê và cho ông hay vụ nhà máy bị nổ tổng giám đốc sẽ đổ hết trách nhiệm lên ông. Cô cầu xin bố đừng tới nhà máy nhưng ông vì trách nhiệm không thể nào bỏ những công nhân bị nạn ở đó được. Thế là Thời Nghi lên xe quyết tâm cùng bố tới đó để bảo vệ ông thay đổi định mệnh. Trên xe bố của Thời Nghi rất vui và còn nói về phần thưởng sau khi cô thi đỗ đại học. Còn cô thì chỉ mong sao bố có thể vượt qua ải này. Cô nói ra lời yêu thương và xin lỗi bố vì đã không nói ra sớm hơn làm ông bố khá khó hiểu. Thế rồi một xe cấp cứu chạy qua chứng tỏ tình hình ở nhà máy đang rất căng thẳng. Khi hai người đến nhà máy thì bị cảnh sát chặn lại, bố Thời Nghi muốn vào nhưng cảnh sát không đồng ý. Họ còn nói rằng một số công nhân trong nhà máy của họ đột nhập mà không nghe lời khuyên can nên đã xảy ra vụ nổ thứ cấp và họ bị thương nặng, xe cứu thương cũng đã đến. Bố cô rất đau buồn các đồng nghiệp của ông bị thương nặng, giám đốc nhà máy thậm chí còn đổ lỗi cho họ. Hạ Hòa khập khiễng trên đường nhìn thấy xe của bố Thời Nghi đang chạy trên đường, anh biết cô ấy đã thành công và rất vui mừng. Đột nhiên anh nhớ tới Dương Hâm từng nói hắn nhất định sẽ đuổi kịp Thời Nghi, muốn giúp Thời Nghi thoát khỏi tên khốn nạn Dương Hâm này. Trong bữa cơm tối, Tiểu Kiến muốn ăn đùi gà nhưng mẹ của anh đã ngăn lại và gắp đùi gà cho Thời Nghi. Mẹ của cô nói nếu không có Thời Nghi hôm nay thì bố đã nằm viện rồi, sau này mà còn dám bắt nạt chị thì cứ liệu hồn. Tiểu Kiến không phục nên đổ coca cho Thời Nghi và thêm hạt tiêu, nước mắm và những thứ khác vào. Thời Nghi cảm thấy có chút nghi ngờ về đứa em tốt bụng của mình nên để hắn tự uống, nếu không Thời Nghi sẽ kể với bố mẹ về việc hắn lén lút đi chơi điện tử. Tiểu Kiến chỉ có thể uống cạn, nhưng Thời Nghi vẫn nói bố rằng Thời Kiến đã lấy tiền học thêm để đi đánh điện tử. Cuối cùng anh bị bố sút cho không trượt phát nào, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thời Nghi đi ra mở cửa. Bên ngoài là bạn thân của Thời Nghi, Trần Tiểu Vũ. Trước đây bố mẹ Trần Tiểu Vũ rất kỳ vọng vào cô và gây áp lực rất lớn cho cô. Kết quả là Trần Tiểu Vũ thi trượt đại học, không dám về nhà và bị cưỡng hiếp đến chết ở bên ngoài. Thời Nghi rất vui mừng khi được gặp Trần Tiểu Vũ và yêu cầu cô hứa sẽ không thể tách rời trước khi vào đại học để bảo vệ cô lần này. Trong nhà vẫn vô cùng náo nhiệt. Bạn tốt của Hạ Hòa, Đầu Nấm hỏi anh ấy có thích Thời Nghi không. Hạ Hòa đã trực tiếp thừa nhận điều đó. Đầu Nấm rất ngạc nhiên, trước đây anh luôn do dự khi trả lời nhưng không ngờ lúc này Hạ Hòa lại thẳng thắn thừa nhận. Đầu Nấm đi thi bằng lái xe nhưng còn không cả nổ máy nổi thì trượt là cái chắc rồi. Anh ấy ra khỏi xe khóc lóc và nói rằng sẽ không bao giờ thi lại nữa. Đến lượt Hạ Hòa, anh lái xe rất khéo léo khiến Đầu Nấm há hốc mồm và vượt qua suôn sẻ. Huấn luyện viên rất kinh ngạc bởi anh nói mới tập luyện được vài ngày. Đầu Nấm cũng bị sốc và hỏi Hạ Hòa có phải anh đang lén tập lái xe không. Bên này Trần Tiểu Vũ và Thời Nghi đang ngồi ăn kem, cô bạn thân lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Nếu cô không đạt điểm chắc chắn họ sẽ thất vọng rất nhiều. Nhưng Thời Nghi lập tức động viên nghe lời bố mẹ quá cũng không hẳn là tốt. Trong đời người luôn có một số việc ngoài ý muốn. Lặng lẽ đến nên chúng ta phải học cách đối mặt. Trần Tiểu Vũ nghe được những lời này thì cảm thấy cậu đã thay đổi rất nhiều. Một tuần sau khi học bằng lái xe, Hạ Hòa đã có được bằng lái. Anh và cậu Đầu Nấm đến quán để chọn xe. Quản lý Trịnh thấy họ đều mặc đồng phục học sinh nên có vẻ coi thường. Cái xe rẻ nhất trong showroom này cũng phải hơn 300.000 tệ. Thấy hai học sinh giỏi giả vờ nên anh ấy mang kem cho hai người và yêu cầu họ về nhà sau khi ăn xong. Chuyện xảy ra là Dương Hâm đến bảo dưỡng xe và đưa Cao Sam Sam đi cùng. Hạ Hòa nhớ rằng trước khi du hành thời gian, anh đã nhìn thấy Dương Hâm và Cao Sam Sam cùng nhau vào khách sạn và nhận ra rằng họ đã gian díu với nhau từ bây giờ. Quản lý Trình muốn đưa Dương Hâm vào phòng VIP, Dương Hâm chế nhạo Hạ Hòa. Anh ấy chỉ nói rằng anh ấy muốn chiếc Porsche mới trị giá hơn 1 triệu nhân dân tệ, trả tiền và lấy xe luôn. Hạ Hòa ký tên và yêu cầu Đầu Nấm mang hộp máy tính mà anh ấy đã mang về trước đó. Hóa ra thứ Hạ Anh mang về lần trước không phải là máy tính mà là chiếc hộp đựng đầy tiền. Dương Hâm và những người khác đã bị sốc khi thấy Hạ Hòa có nhiều tiền như vậy. Hạ Hòa lái xe đi, ông chủ tiễn xe của anh ra ngoài và mắng quản lý Trịnh rằng đừng bao giờ khinh thường người khác. Bên này Trần Tiểu Vũ lo lắng rằng cô đã làm bài thi không tốt nên Thời Nghi đã an ủi cô và nói với cô rằng trong trường hợp xấu nhất, cô sẽ thi lại và anh sẽ đi cùng cô. Thời Nghi nói rằng một số người có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình khi họ 30 tuổi, hai người đến trường thì Hạ Hòa cũng lái xe tới. Đầu Nấm cho biết đây là sự bất ngờ của Hạ Hòa dành cho Thời Nghi và anh ấy cũng mua quần áo mới. Thời Nghi mắng anh ta vì đã noi gương Dương Hâm và giận dữ bỏ đi. Khi Trần Tiểu Vũ đến kiểm tra điểm, Hạ Hòa đã đuổi theo Thời Nghi và nói rằng anh không muốn Dương Hâm quấy rối cô. Anh cũng có thể là tài xế toàn thời gian của Thời Nghi 24 giờ một ngày, nhưng anh không ngờ Thời Nghi lại không thích phong cách này. Cô không nghĩ hôm nay tên ngốc này lại thẳng thắn như vậy. Trần Tiểu Vũ vẻ mặt khá buồn sau khi kiểm tra điểm số của mình. Thời Nghi vội vàng đuổi theo để an ủi. Trần Tiểu Vũ nói rằng bố mẹ cô chắc hẳn rất thất vọng vì cô không vượt qua được kỳ thi của trường top dưới. Hạ Hòa muốn mua một ít món tráng miệng cho họ nhưng Thời Nghi đã đến và nói rằng Trần Tiểu Vũ đã biến mất sau khi đi vệ sinh. Hạ Hòa lập tức cùng cô đi tìm kiếm. Trần Tiểu Vũ đang đi trên đường, cô cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến những lời mắng mỏ của bố mẹ. Đột nhiên cô phát hiện phía sau có tiếng động lạ, Trần Tiểu Vũ lập tức gọi điện cho Thời Nghi.
nói cô đang ở trong con hẻm phía sau trường học, có người đang theo dõi cô. Tiểu Nghi lúc này gọi điện thoại nhưng không được đánh, phải tiếp tục đi tìm. Thì ra Tiểu Vũ đang bị một tên tội phạm bắt cóc uy hiếp, nghe thấy tiếng kêu cứu Hạ Hòa và Thời Nghi lập tức chạy tới. Cậu nhìn thấy hắn ta đang làm việc xấu với Tiểu Vũ liền lấy viên gạch đánh cho hắn một phát ngất đi, thành công cứu được cô bạn. Hạ Hòa liền bảo cậu bạn thân báo công an đến bắt hắn đi. Cũng may Tiểu Vũ chỉ bị thương nhẹ, sau đó bốn người cùng nhau đi ăn đêm. Lúc ăn ba người còn không quên trêu anh bạn đầu nấm vì phải trải qua ba lần mới đỗ đại học, khiến cậu ta ngại đỏ mặt. Cả nhóm cùng nhau ăn một bữa chúc mừng Tiểu Vũ trở về một cách an toàn, lúc Hạ Hòa đưa Thời Nghi về. Cậu nghe tin tên Dương Hâm làm phiền đến cô thì rất ghen, Thời Nghi nhận ra Hạ Hòa đang ghen thì rất ngại liền lập tức cấp tốc chạy lên phòng. Cả hai còn không quên chúc nhau ngủ ngon, sáng hôm sau Tiểu Vũ và Thời Nghi cùng nhau đi chơi nói chuyện. Tiểu Vũ đã nói chuyện với ba mình là bản thân muốn học trường truyền thông Tây Thành. Còn Thời Nghi học trường Đại học Giang Bắc, hai người rất vui vì có thể học gần nhau đến vậy. Cùng lúc đó Thời Nghi đang đi chạy xe đạp chiến đến để gặp tên Dương Hâm nói chuyện, đúng như dự đoán hắn ta đang đứng đợi Thời Nghi đến để tặng quà. Hạ Hòa cho rằng cô ấy là người yêu mình, hai bên không ai nhường ai đuổi nhau chạy quanh gốc cây cuối cùng cũng tóm được. Đúng lúc đó Tiểu Vũ và Thời Nghi đi tới, cô cho rằng Dương Hâm đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa. Lập tức cút khỏi đây, nghe xong những lời đó hắn ta lập tức rời đi và bảo Thời Nghi đã nhận lời yêu Hạ Hòa rồi à. Khiến anh rất ngại ngùng, nhưng Thời Nghi đã phủ nhận rằng Hạ Hòa chính là bạn trai của mình khiến hắn ta tức giận rời đi. Lập tức hai người bạn thân tới hỏi hai người yêu nhau bao giờ thế, khiến Thời Nghi và Hạ Hòa chỉ biết gãi đầu ngại ngùng và chuyển ngay sang chủ đề khác. Rồi nắm tay nhau rời đi, về phía Dương Hâm vừa đi xe vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy không may đã xảy ra tai nạn. Rất may được đưa đến bệnh viện kịp thời cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Chuyển cảnh bên này tất cả mọi người cùng nhau tụ tập lại để xem thế vận hội. Thì mẹ đi chợ về mua một con gà quấn giấy bạc khiến cả nhóm rất vui, vì vừa ăn gà vừa xem thế vận hội thì còn gì bằng nữa. Chương trình vừa diễn ra Hạ Hòa biết trước là ai người thắp đuốc, Thời Nghi bắt đầu nghe thấy những gì cậu nói trong đầu và nghi vấn gì đó liền kéo Hạ Hòa ra ngoài. Thời Nghi bảo cậu ta đến đây từ khi nào, nhưng Hạ Hòa vẫn giấu bản thân không biết gì liền đổi chủ đề rằng bây giờ ai cũng khác không còn nhát gan như xưa nữa. Sau một hồi trò chuyện cuối cùng hai người cũng biết nhau là người xuyên không từ 2022 tới, Hạ Hòa kể lại những việc mình làm ở thời gian đó cho Thời Nghi nghe. Thì đúng lúc đó có hai người lớn tuổi nghe được bảo giới trẻ bây giờ hay bị ảo tưởng quá nhỉ. Khiến cả hai chỉ biết ngại ngùng rời đi, trở lại về nhà ai nấy cũng ngạc nhiên khi Hạ Hòa đoán đúng người thắp được. Cậu chỉ biện mình rằng là mình dự đoán bừa theo trên mạng, cả nhà cùng nhau vui vẻ vừa ăn gà vừa thưởng thức thế vận hội. Chuyển cảnh một thời gian sau Thời Nghi nhận được giấy báo trúng tuyển trường Đại học Giang Bắc, cùng lúc đó Hạ Hòa cũng chạy tới báo mình cũng trúng tuyển. Cả hai rất vui mừng vì trúng tuyển và còn học cùng trường nhau nữa, bố mẹ ở trên rất tự hào về đứa con của mình. Nhưng ở phía bên này Dương Hâm đã biết hai người họ xuyên không đến và ở bên cạnh nhau liền lên kế hoạch hãm hại. Thời gian trôi qua hôm nay là ngày lên trường đầu tiên của hai bạn trẻ. Thời Nghi và Hạ Hòa cùng nhau đi bộ đến trường và trò chuyện. Cô cho rằng bản thân không thuộc thế giới này nên muốn đi bộ để có thể ngắm nhìn thế giới này chậm hơn. Hạ Hòa hứa sẽ bán xe để có thể đi bộ cùng cô. Sau đó hai người cùng nhau đến chỗ điểm danh. Vừa đến nơi thì tên Dương Hâm đã mặc bộ gấu đi tới muốn tặng hoa Thời Nghi. Nhưng Hạ Hòa đã nhìn thấy và ngăn cản. Chuyển cảnh Sam Sam bên này nhìn thấy video Dương Hâm thất bại sáng nay thì rất buồn cười. Sau đó cả hai muốn lên kế hoạch để tách hai người bọn họ ra, trở lại trường học hôm nay cả hai cùng nhau học quân sự. Đến giờ nghỉ ngơi Hạ Hòa nói với Thời Nghi rằng Cao Sam Sam đã mời mình đến dự sinh nhật, nhưng cậu sẽ quyết định đến đó để chấm dứt mối quan hệ này. Thời Nghi cũng không muốn cho cậu đi những đã nói vậy nên cũng đành chấp nhận. Tối đến buổi sinh nhật cũng được diễn ra Hạ Hòa cũng đã tới nhưng vừa nhìn thấy Sam Sam chạy tới cậu liền né tránh. Nhưng cô ta vẫn lì lợm tiến đến ngồi gần trò chuyện và chúc rượu. Điều này đã bị Tiểu Vũ thấy hết và lập tức điện thoại báo tin cho Thời Nghi. Cô liền bảo Tiểu Vũ hay để mắt tới Hạ Hòa giúp mình rồi cúp máy. Đúng lúc Thời Nghi lại gặp tên Dương Hâm. Cô cho rằng không thích hắn đừng làm phiền nhau nữa. Nhưng tên đó vừa nói bà xã thì Thời Nghi nhận ra gì đó vẻ mặt rất lo lắng. Cô chợt nhận ra người trước mặt mình là Dương Hâm. Thời Nghi không ngờ rằng Dương Hâm cũng đã du hành xuyên thời gian về đây và đang đứng trước mặt cô. Dương Hâm lúc này cho biết trước đây anh đã sai khi đánh cô và hy vọng Thời Nghi có thể tha thứ cho mình, nhưng ông trời đã cho họ cơ hội thứ hai. Bây giờ cả hai đều còn trẻ và có thể bắt đầu lại. Đương nhiên câu nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại không thể áp dụng với tên bỉ ổi này được. Chính vì vậy Thời Nghi không thể đồng ý và yêu cầu Dương Hâm tránh xa mình ra, hơn nữa cũng không được bén mảng đến đây. Nhưng Dương Hâm nói rằng bây giờ đã tìm thấy cô rồi nên sẽ không để cô trốn thoát khỏi vòng tay mình và anh ta chắc chắn sẽ quay lại lần nữa. Dường như thật khó để thoát khỏi số phận, Thời Nghi trở lại ký túc xá. Cô quyết định chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô sẽ không sợ hãi. Ở bên này hôm nay đang là sinh nhật Sam Sam. Vì nể tình nên Hạ Hòa có mặt ở bữa ăn,
nhưng lại làm Cao Sam Sam hiểu nhầm, cảm thấy Hạ Hòa thích cô. Nếu không anh sẽ không đến chúc mừng sinh nhật mình. Hạ Hòa lúc này ngồi cạnh cô mà nói rằng, anh đến đây chỉ để nói rõ với cô rằng việc mình và cô đến với nhau đó là không thể và anh sẽ không bao giờ thích cô. Cao Sam Sam yêu cầu anh giữ thể diện giúp mình tại đây. Cô ta đồng ý với chuyện đó chỉ cần anh uống ly rượu mình mời này. Ở bên cạnh lúc này DAG có ai đó quay lại chuyện này. Nhưng vì tử lượng kém nên Hạ Hòa đã say rượu. Nhân lúc rượu vào lờ ra anh liền nói rằng mình muốn giải quyết dứt điểm với Cao Sam Sam và bảo cô tránh xa mình ra. Hơn nữa từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình trong cuộc đời này bởi vì bản thân mình sẽ không thích cô. Điều này làm Sam Sam giơ mặt mà không biết phải làm sao. Ngày hôm sau vì đã quay video nên Tiểu Vũ mang cho Thời Nghi xem. Cả hai đang đi trên đường thì Dương Hâm lại đến gặp Thời Nghi, nhưng cô không hề sợ hãi mà còn tỏ ra tức giận. Đã vậy còn bị Hạ Hòa ngăn cản, Dương Hâm vênh mặt nói với Hạ Hòa rằng thời gian đang đứng về phía anh ta. Nhất định mình sẽ theo số mệnh cưới Thời Nghi, sau đó tra tấn cô một cách dã man để phục thù. Sau đó Dương Hâm kêu hãnh lùi lại, nhưng không ngờ một chiếc ô tô lao tới và tông vào anh ta. Điều này làm Thời Nghi và Hạ Hòa có chút lo cho anh ta, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, kết cục xứng đáng với anh ta cái tội đi không nhìn đường. Xe cấp cứu nhanh chóng tới đưa Dương Hâm đến bệnh viện. Trong lớp học, Thời Nghi và Hạ Hòa đều có chút lo lắng, tự hỏi liệu Dương Hâm có nghèo sau lần này không. Thời Nghi hỏi Hạ Hòa những gì Dương Hâm đã nói với anh và đừng tin bất cứ điều gì anh ta nói. Hạ Hòa nói rằng mình hiểu chuyện đó nên dặn Thời Nghi chớ lo. Nhưng khi biết được Thời Nghi cũng biết anh ta trở về từ Xuyên không, bản thân cậu rất lo lắng. Thời Nghi trấn an Hạ Hòa rằng Dương Hâm không dám làm gì ở trường. Chỉ có điều Thời Nghi cảm thấy họ đã thay đổi rất nhiều thứ trong quá khứ này nhưng không hiểu tại sao Dương Hâm vẫn đến quấy rầy họ. Hạ Hòa hỏi cô có biết về nghịch lý ông nội không và cảm thấy rằng có thể dù họ có làm gì thì cũng không thể thay đổi được lại tương lai. Tuy điều này làm cho hai người không vui khi ở tương lai họ không có nhau, nhưng Thời Nghi nghĩ rằng điều đó không quan trọng, họ có thể tận hưởng nó ngay bây giờ bên nhau. Chuyển cảnh sang Dương Hâm, bác sĩ khám cho anh lại cảm thấy trước đó não của Dương Hâm đã bị thương và tinh thần của anh ta đang trong trạng thái bối rối. Có thể nói chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, mà ở bên ngoài Cao Sam Sam lén lút nghe thấy cũng cảm thấy những lời không thể giải thích được mà Dương Hâm nói trước đó có thể là sự thật. Thì ra Dương Hâm trước đây đã đến gặp Cao Sam Sam mà nói rằng sau này cô sẽ cưới Hạ Hòa, nhưng sau đó sẽ cắm sừng anh ta để đến với mình. Đó cũng là lý do tại sao Hạ Hòa bây giờ lại ghét Cao Sam Sam đến vậy. Đang suy nghĩ về chuyện đó thì cô nhìn thấy bố mình dẫn một cô gái trẻ đến khoa sản phụ khoa. Nghĩ rằng chuyện này có ẩn khúc, Sam Sam liền gọi cho bố. Ông này nói rằng ông đang họp ở công ty, cô tức giận chờ họ bước ra sau đó muốn chụp ảnh ngoại hình của họ. Trong lúc này bố cô lại không may đẩy Sam Sam ngã xuống đất khiến cô bất tỉnh. Khi cô ta tỉnh dậy thấy mình trên giường bệnh và nhìn thấy bố mẹ mình đang đứng bên cạnh. Mẹ cô vì lo lắng nhanh chóng hỏi Cao Sam Sam chuyện gì đang xảy ra và tại sao anh ấy đột nhiên ngất xỉu ở đây. Cao Sam Sam sợ mình bị xuyên không nên chưa kịp trả lời đã hỏi mẹ xem bây giờ là năm nào. Sợ con gái hoảng loạn, bà liền nói rằng hiện tại đang là năm 2008. Sau đó Cao Sam Sam mới nhận ra rằng cô đã du hành về quá khứ thực sự nhưng không nhớ chuyện của tương lai. Đã thế cô còn nhìn thấy con bồ nhí của bố đang đứng ở cửa ngóng. Vì vậy Sam Sam đã nhờ mẹ mua đồ ăn cho mình và xin bố cô ở lại để nói chuyện. Ở đó Cao Sam Sam bảo bố mình hãy nhanh chóng phá bỏ đứa trẻ trong bụng cô bồ kia. Sau đó đưa cho người phụ nữ đó một số tiền và đuổi cô ấy đi. Chuyển cảnh sang Đầu Nấm và Hạ Hòa đang ngồi buôn. Anh bạn đưa cho Hạ Hòa một cuốn sách, nói rằng đó là cuốn sách bí mật về tình yêu mà anh ấy đã mua bằng một số tiền rất lớn. Nhưng Hạ Hòa cảm thấy nó không có tác dụng gì, trở về nhà như đã hẹn với Thời Nghi, cả hai chuẩn bị chu đáo để đi xem ca nhạc với nhau. Anh thì phải mất 2 giờ để chọn quần áo, còn Thời Nghi cũng khiến những người bạn cùng phòng bất lực vì không chọn hộ cô bạn được. Cùng lúc đó Cao Sam Sam ra viện liền đưa Tiểu Vũ đến quán bar chơi bời và nói rằng đây là buổi họp lớp, nhưng khi Tiểu Vũ đến, cô nhận ra mình không hề quen biết những người này nên đã muốn rời đi nhưng bị đám con trai kia ngăn lại. Cả đám nói rằng ít nhất hãy uống một ly trước khi rời đi. Tiểu Vũ nói rằng cô không biết uống rượu nên Cao Sam Sam đã uống đồ uống đó cho cô. Chưa hết trò, những người đó đã mời Tiểu Vũ uống một ly trước ngọt khi rời đi, nhưng họ đã lén bỏ thuốc vào đồ uống. Tiểu Vũ không biết đồ uống có thuốc mê liền cầm lên uống. Những việc này đều là ý định của Sam Sam. Lúc này Thời Nghi đang vui vẻ đi xem buổi hòa nhạc với Hạ Hòa, nhưng khi cô chuẩn bị vào trong lại nhận được một cuộc gọi nói rằng Tiểu Vũ đã say. Chính vì vậy đành hủy lần xem ca nhạc này, Hạ Hòa nói sẽ đi cùng cô. Thời Nghi chạy đến quán bar và nhìn thấy Tiểu Vũ đang ngồi bất tỉnh ở đó, bên cạnh cô có vài người đàn ông đang tỏ vẻ gần gũi. Cô vội vàng chạy tới để đưa Tiểu Vũ đi, nhưng lại bị một số người đàn ông ở bàn đó bắt lại. Đã vậy còn định ép cô uống rượu, Hạ Hòa đi tới thấy vậy liền cầm chai bia xông vào đập thẳng đầu người đàn ông. Điều này khiến hai tên còn lại sợ hãi mà nhanh chóng nói rằng đó là sự hiểu lầm và không dám ngăn cản nữa. Thời Nghi rất xúc động khi nhìn thấy Hạ Hòa đang bảo vệ mình.
Sam Sam lúc này ẩn mình trong bóng tối quan sát, cô ta cho rằng cơ hội cứu mỹ nhân này là do chính mình tạo ra. Ra ngoài, Thời Nghi cảm thấy đau khổ khi thấy tay Hạ Hòa bị thương và muốn đưa anh đến bệnh viện. Nhưng anh chàng chỉ nghĩ đó chỉ là vết thương nhẹ và không sao nên Thời Nghi đã giúp băng bó. Lúc này Tiểu Vũ tỉnh dậy và nói rằng mình bị Sam Sam lừa tới. Gác lại chuyện đó, họ chạy đến buổi ca nhạc thì mọi thứ đã đóng hết. Điều này khiến Tiểu Vũ cảm thấy xấu hổ vì Thời Nghi đã không tham dự buổi hòa nhạc được là do mình. Thời Nghi nhìn sang cô bạn nói rằng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là phải có những người bạn tốt trong buổi hòa nhạc. Thấy có người đang hát trên sân chơi, Hạ Hòa đi tới hát một bài và hỏi Thời Nghi liệu cô có muốn làm bạn gái của anh không. Thời Nghi xúc động liền nói đồng ý và cả hai ôm lấy nhau. Cao Sam Sam đi theo và quan sát, cô cảm thấy chỉ khi hai người họ ở bên nhau thì Dương Hâm sẽ không tiếp tục phạm sai lầm. Thời Nghi và Hạ Hòa đang nằm trên sân chơi, Thời Nghi cuối cùng cũng rất xúc động. Hai người hôn nhau ngọt ngào, Dương Hâm từ bên cạnh nhìn họ nghiến răng nghiến lợi. Sam Sam thuyết phục anh ta buông tay vì anh ta không còn cơ hội. Dương Hâm cảm thấy Thời Nghi vốn là của mình, nếu không lấy được cô anh sẽ làm cho cô đau khổ. Em trai của Thời Nghi là Thời Kiện bị dọa nộp tiền bảo kê. Dương Hâm kịp thời xuất hiện dẫn người đuổi những người này đi. Nói rằng anh là bạn trai của Thời Nghi và nếu sau này có chuyện gì sẽ đến tìm anh. Thời Nghi đưa Hạ Hòa về nhà. Nhưng bố mẹ cô lại đi ra ngoài và không có ở nhà. Hạ Hòa nhớ lại những gì Thời Nghi đã nói với anh trước đây rằng cô không muốn về nhà vì mẹ cô chỉ ưu ái em trai. Hạ Hòa hứa sẽ xây cho cô một ngôi nhà trong tương lai. Thời Nghi và Hạ Hòa cùng nhau mơ về tương lai tươi sáng. Họ có một chiến lược ở thế giới này. Đầu tiên họ kiếm được tiền khi học đại học. Sau đó họ có thể mua nhà và kết hôn sau khi tốt nghiệp. Khi bố mẹ Thời Nghi quay lại, họ nói rằng Thời Kiện không có ở đây và cậu đang tìm bạn trai của Thời Nghi. Hạ Hòa nói rằng Thời Kiện không đến gặp anh. Và Thời Nghi giải thích rằng họ đang ở cùng nhau, mọi người ra ngoài tìm Thời Kiện. Thời Nghi nhận được tin nhắn từ Thời Kiện, nói rằng cậu đang ở trong nhà máy nơi mình thường trốn tìm. Thời Kiện nghĩ rằng Thời Nghi và Dương Hâm đã cãi nhau nên xin Thời Nghi tha thứ cho anh ta để Dương Hâm mua cho anh một chiếc điện thoại di động khi Thời Nghi muốn đưa Thời Kiện đi. Dương Hâm đã nhờ tên xã hội đen được thuê ngăn chặn họ, Thời Nghi đã cắn tên xã hội đen. Tên cướp đã nhặt một cây gậy và đánh Thời Nghi bất tỉnh. Chuông báo động vang lên, Dương Hâm và tên xã hội đen bỏ chạy. Dương Hâm giận dữ đến gặp Sam Sam và hỏi liệu cô ấy có phải là người mách nước cho Hạ Hòa hay không. Sam Sam nói rằng cô ấy đang giúp đỡ Dương Hâm và chỉ hy vọng họ có thể công khai ở bên nhau. Một số tên côn đồ đã đến gặp Dương Hâm và nói rằng cảnh sát đang truy lùng chúng và Dương Hâm phải giúp đỡ họ. Dương Hâm cảm thấy họ quá khắc nghiệt và gây rắc rối nên tên côn đồ này đe dọa sẽ trả tiền cho anh ta nếu không họ sẽ xử lý Dương Hâm. Tên xã hội đen bắt được Sam Sam và đe dọa anh ta. Sam Sam yêu cầu anh ta thả cô trước vì cô có tiền. Ngay khi tên xã hội đen buông tay, Sam Sam đã đá anh ta và Dương Hâm bắt đầu đánh nhau với họ. Dương Hâm kéo Sam Sam bỏ chạy. Hai người trốn trong xe và trốn thoát khỏi bọn côn đồ. Sam Sam nghiêng người hôn Dương Hâm, hai người hôn nhau đắm đuối. Thời Nghi được đưa vào bệnh viện. Thời Kiện đứng ra xin lỗi cô, cậu không ngờ rằng Dương Hâm sẽ nói dối mình. Sau này cậu nhất định sẽ bảo vệ Thời Nghi. Thời Nghi hỏi Hạ Hòa hắn đã đi đâu. Thời Kiện nói Hạ Hòa đêm qua đã ở đây, hiện tại anh đang muốn giúp cô báo thù. Hạ Hòa đã đăng một bài báo về nghi ngờ lừa đảo của tập đoàn Dương Thời sau khi điều tra. Người ta phát hiện ra tập đoàn của họ đã thực hiện hành vi lừa đảo khiến hàng chục nghìn gia đình bị thiệt hại tài sản, Dương Hâm bị bắt đi. Cũng bị bắt đi để điều tra vì tình nghi thuê sát nhân làm bị thương người khác, Hạ Hòa và những người khác đến gặp Thời Nghi. Nhìn thấy tin tức và biết rằng Hạ Hòa đã làm điều đó. Hạ Hòa nhận được cuộc gọi từ Sam Sam, Sam Sam gọi Thời Nghi và Hạ Hòa đến cây ước nguyện. Thời Nghi hỏi cô tại sao muốn giúp họ và nói rằng cô không muốn Dương Hâm phạm phải bất kỳ sai lầm nào nữa. Chính tại đây bốn người đã thực hiện nguyện vọng của mình, Thời Nghi đã chọn Dương Hâm. Vì vậy Sam Sam đã chọn Hạ Hòa vì tức giận. Lúc đó cả hai đều bốc đồng, nhưng nhiều năm sau Sam Sam phát hiện ra rằng có lẽ cô và Dương Hâm là người thích hợp nhất để ở bên nhau. Khi đó Sam Sam và Dương Hâm gặp lại nhau. Cả hai đều cảm thấy cuộc sống hiện tại thật nhàm chán và đã đến với nhau. Sam Sam nói rằng cô và Dương Hâm gặp tai nạn xe hơi. Nhưng cô không ngờ rằng đó là năm 2008, nhưng vào thời điểm đó, bốn người trong số họ đã ước nguyện ở đây. Vì vậy họ chỉ có thể bắt đầu lại nếu tất cả quay trở lại. Sam Sam hỏi làm thế nào họ quay lại được không? Thời Nghi nhớ rằng lúc đó cô đang mang thai, khi cô đi tìm Dương Hâm. Cô phát hiện ra rằng anh và Sam Sam đang ở cùng nhau, cô đã bị sẩy thai trong sự quá khích. Thời Nghi đệ đơn ly hôn rồi nhảy xuống sông. Nói rằng nếu có thể quay lại lần nữa cô sẽ ở bên Hạ Hòa. Hạ Hòa và Sam Sam không vui sau khi quen nhau. Lúc đó công ty đang cắt giảm quy mô, anh bị sa thải, đồng thời anh cũng chứng kiến Sam Sam lừa dối mình. Hạ Hòa đã nhảy khỏi một tòa nhà sau khi ly hôn. Mong muốn của anh là nếu có thể bắt đầu lại, anh sẽ yêu Thời Nghi thật nhiều. Cây ước nguyện đã thu thập những điều ước của bốn người họ và đưa họ trở về năm 2008 để họ có thể đưa ra một lựa chọn mới.
Bây giờ tất cả họ đều có cơ hội để bắt đầu lại và đưa ra lựa chọn mới hơn. Thời Nghi và Hạ Hòa bắt đầu cuộc sống đại học, nói rằng họ nên học tập chăm chỉ và tiến bộ mỗi ngày. Hạ Hòa chơi piano cho Thời Nghi nhìn và nhớ lại từng trải nghiệm của họ. Hạ Hòa nói rằng anh muốn cho cô một ngôi nhà khi cô gặp nguy hiểm. Anh nói với cô ấy bằng một lời tỏ tình trìu mến. Hạ Hòa đổi xe đạp để đưa Thời Nghi đến trường. Anh đã chia sẻ tai nghe với cô để nghe cùng một bài hát. Hạ Hòa đang định cùng Thời Nghi vào lớp thì chợt nhớ ra mình không học lớp này nên vội vàng chạy ra ngoài lao thẳng về phòng học của mình. Hai người cùng nhau xuống căng tin ăn cơm. Thời Nghi đút cho Hạ Hòa một cách ngọt ngào. Hạ Hòa tham gia trận đấu bóng rổ. Thời Nghi và Sam Sam từ một bên theo dõi và cổ vũ cho cô một cách hào hứng. Thời Nghi, Hạ Hòa, Sam Sam cùng nhau đi cắm trại và vui chơi rất vui vẻ tại hiện trường đám cưới. Thời Nghi nắm tay bố đi về phía Hạ Hòa. Anh đeo nhẫn cho cô, hai người hôn nhau ngọt ngào, từ đồng phục học sinh đến váy cưới. Chúng tôi bắt đầu lại và cuối cùng đến được với nhau. Bằng cách này, cây ước nguyện thần kỳ đã cho bốn người một cơ hội để đưa ra một lựa chọn mới, cho phép họ đối mặt với trái tim mình và lựa chọn dành phần đời còn lại bên những người họ yêu thương. Câu chuyện cổ tích tình yêu tuyệt vời này cuối cùng cũng có một kết thúc có hậu và bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu thấy hay thì đừng ngần ngại để lại cho mình một like và một subscribe để tiếp thêm động lực ra thật nhiều video mới nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.